Và vì vậy cho nên mặc dù là tuổi 67 mình vẫn quyết định đồng hành cùng Hùng Sơn và sẽ phát triển xây dựng một hệ thống đó. Lời cảm ơn đối với công ty Hùng Sơn không cần các anh chị phải cảm ơn tổng giám đốc Quân, giám đốc Linh Nhất, giám đốc Ánh hay là Thành Nho, mà lời cảm ơn đó là chính là giá trị thành công của các chị. Đó là lời cảm ơn chứ không phải là cảm ơn là giám đốc Linh Nhất nhé. Nhưng mà anh Minh không có tiền thì cũng buồn lắm, đúng không? Đúng. Cho nên giá trị của lời cảm ơn đó là kết quả chúng ta kinh doanh trả lời. Đấy, còn đừng mắc vào một câu hồi Minh làm bảo hiểm 14 năm vẫn xây dựng hệ thống. Có một câu này hay mắc này: tôi lấy nhiều hàng thì tôi cũng đánh lời nhiều lắm đây. Đúng. Vậy thì hãy nhớ một điều rằng là chúng ta làm thì chúng ta còn muốn trở thành tôi người đánh thì chúng ta cũng có vài nghìn tư vấn đi giống tôi người đánh đi, lúc đó chúng ta được hưởng quyền lợi giống như tôi người đánh, đúng không ạ? Đó, cho nên là rất mong các anh chị là mình xin phép là chia sẻ ngắn gọn một chút, tức là chúc các anh chị thành công. Còn con trên đường thành công thì rõ ràng là phải đứng trên vai người khổng lồ đó, chúng ta phải biết cộng hưởng của rất nhiều người và bắt buộc một người nào. Mình hay nói với con cháu mình một điều rằng là một con người thì chúng ta bắt buộc phải là một ông chủ hoặc là một bà chủ, mà ở đây là tất cả sẽ trở thành một ông chủ bà chủ doanh nghiệp.